Xin chào tất cả các bạn, trong video này sẽ hướng dẫn tạo unit test cho lớp DAO sử dụng TestNG ở trong Virginia Bin. Chạy NetBean và mở lại dự án PolyShop Pro Testing. Sẽ đi tiến hành tạo cái lớp test cho lớp khóa học DAO. Kích phải vào khóa học, chọn Tool, chọn Create or Update Test và xác định chọn cái TestNG ở trong này. Và chúng ta thấy sẽ tạo ra cái lớp khóa học DAO NG Test. Lựa chọn framework đó là TestNG, lựa chọn các thành phần mã sẽ sinh ra, kích OK để sinh cái lớp test, và lớp test sẽ được sinh ở trong package com.polypro.dao. Ở đây là lớp được sinh ra. Trong lớp khóa học DAO NG Test sẽ đưa các đoạn mã để cho phép kiểm thử đối với các lớp DAO. Cụ thể ở đây đó là lớp khóa học DAO. Tràn vào annotation prepare for test và sẽ xác định đó là JDBC class và thêm khóa học DAO dot class. Trong khóa học DAO thì sẽ có đó là khóa học DAO. Đây thì sẽ tạo ra khóa học DAO và thêm khóa học DAO sẽ là khóa học, đây là khóa học spy. Định nghĩa cái phương thức public I offset factory. Và get offset factory. Thêm annotation offset factory. Và chúng ta sẽ xem xét cái offset factory. Trong này là return new org power mock module testng power mock offset factory và return, sẽ import cái i offset factory vào. Và như vậy thì chúng ta đã chỉnh sửa, đầu tiên thêm prepare for test, khai báo hai cái trường khóa học DAO space và thêm phương thức get offset factory. Chuyển xuống phương thức setup method và sẽ tạo khóa học DAO new khóa học DAO và power Mockito Mockito Mock Static, tức là cung cấp cái mock cho các phương thức static, tức là cung cấp các phương thức giả lập cho các phương thức static nằm trong cái lớp JDBC helper. JDBC helper class và đây là khóa học DAO Space Power Mockito Space và New khóa học DAO.
Đây là cái phương thức setup dùng để khởi tạo và tạo các đối tượng mock để thực hiện cung cấp cho các phương thức test. Chuyển xuống phương thức test insert. Test insert sẽ test với các cái trường hợp đầu tiên đó là model null. Thì đây có thể đổi lại width null model. Và với model null thì không thể tràn vào cơ sở dữ liệu được, cho nên giá trị mong muốn ở đây đó là một cái exception. Đó là một ngoại lệ. Và new khóa học tự gọi thực hiện insert thì sẽ phát sinh cái ngoại lệ. Thực hiện copy. Sau đó dán vào tạo ra một cái test case mới với lại cái empty model. Với empty model thì có nghĩa là cái model đã được tạo ra nhưng các trường ở trong model chưa được thiết lập giá trị, và vì thế chúng ta cũng mong muốn là có một cái lỗi phát sinh khi gọi thực hiện insert. Trong này thì model new khóa học và khóa học chưa khởi gán giá trị cho các cái trường ở trong khóa học, và khi gọi thực hiện cái phương thức đó là insert thì chúng ta mong muốn sẽ ném ra cái ngoại lệ. Tiếp tục copy test case và dán vào trở lại, sau đó đổi tên test case with valid model. Thì valid model thì trong model này sẽ thiết lập một số các cái thông tin cho nội dung dữ liệu của cái model. Đây là cái ghi chú model set học phí, là thiết lập số các cái dữ liệu cho phù hợp. Mã đây thì có thể là 12 model set mã khách hàng, một model set nhân viên. Đây là mã nhân viên thì có thể là nhân viên 01, và model set ngày thì đây là chúng ta sẽ có là new day, và cái lớp day được phát sinh ra. Đây chúng ta có thể là phát sinh model set ngày tạo new day và model set thời lượng đó là 200. Sau đó thì gọi thực hiện cái phương thức insert. Thì trong này thì chúng ta lưu ý đó là với cái dữ liệu hợp lệ thì sẽ bỏ cái exception này đi, và thứ hai là gán các giá trị cho model và gọi thực hiện cái phương thức insert để có thể là tràn dữ liệu vào cho database, cho cái cơ sở dữ liệu. Có nghĩa là lúc này thì sẽ xử lý cái dữ liệu hợp lệ và không phát sinh ra các cái lỗi khi xử lý cái dữ liệu hợp lệ này. Và bỏ cái exception lưu lại. Đây là toàn bộ nội dung của ba cái test case được tạo ra cho cái phương thức insert của khóa học DAO. Test case đầu tiên là dùng để kiểm tra khi thực hiện insert với cái model bằng null thì cần phải ném ra một cái ngoại lệ. Thứ hai đó là test case sẽ dùng để kiểm tra với cái khóa học được tạo ra nhưng mà chưa có các thông tin dữ liệu trong đó, thì lúc đó khi gọi thực hiện insert thì sẽ ném ra cái ngoại lệ. Và trường hợp thứ ba đó là sẽ tạo ra model với các cái dữ liệu được khởi gán và gọi thực hiện insert thì chạy thành công mà không phát sinh ra bất cứ các cái ngoại lệ nào hết.
Tương tự như phương thức insert, phương thức update và phương thức delete thì cũng sẽ tạo ra các cái test case tương tự như insert và di chuyển xuống bên dưới. Trong này thì chúng ta sẽ tạo ra test case cho phương thức file by ID, có thể là thực hiện xóa các cái nội dung ở đây, model resource file cái này thì có thể là xóa các cái thành phần và mã khóa học. Ở đây chúng ta sẽ xác định nó là xác định mã khóa học, thì mã khóa học thì có thể cho một cái giá trị 1, 2 nào đó và sẽ tạo ra cái lớp khóa học. Đây là module new khóa học, sau đó list khóa học, đây là expected hay là result list new array list, sau đó result list add module vào, sử dụng power mosquito do return result list when khóa học space select và any argument matcher. Đây thì chúng ta sẽ có any string và thêm cái argument thứ hai đó là any. Và ở đây thì yêu cầu đó là phải ném ra cái ngoại lệ hoặc là xử lý cái ngoại lệ, cho nên là chúng ta có thể khai báo throw exception và tiếp đến thì sẽ tạo ra khóa học là result, là kết quả nhận được, thì gọi thực hiện chuyên đề khóa học namespace file by ID và truyền vào đó là mã khóa học, và sau đó assert that chúng ta sẽ có assert that result và có matcher y và có được cái expect result, đây là có được cái model, thì chúng ta xác định đó là giá trị trả về là sẽ là cái model được đưa vào và thêm vào cho cái giả lập, thì giả lập ở đây là thay vào danh sách. Và khi gọi select thì khi gọi cái phương thức select ở trong cái file by ID thì sẽ trả về cái danh sách mà trong đó bao gồm cái module, và phương thức file by ID sẽ trả về cái đối tượng module mà đã được truyền vào. Nếu mà trả khác cái đối tượng thì có nghĩa là cái xử lý của phương thức file by ID bị sai, và so sánh assert that kiểm tra cái result nhận được với lại cái module truyền vào thì hai cái này là phải bằng nhau. Nếu khác nhau thì có nghĩa là cái logic của cái phương thức file by ID bị sai, và bỏ các cái phần ở đây. Đây thì có thể là bỏ đi.
Để cho xác định cái mô đô được dễ dàng hơn thì có thể kích phải chọn Refader Rename và đặt tên đó là Add Result, tức là cái kết quả. Đây có thể là cho Expected Result, tức là kết quả mong muốn. Thì kết quả mong muốn là so sánh ở đây, là thêm vào trong danh sách, và sau khi nhận được thì so sánh kết quả với kết quả mong muốn. Và phương thức test file by ID thì with valid ID, with valid ID. Tiếp theo có thể là copy cái phương thức này và sẽ tạo ra một cái test case mới với cái trường hợp đó là with not found ID. Giả sử trường hợp này là -1 và ID này sẽ không tồn tại ở trong cơ sở dữ liệu nếu mà chúng ta chạy trong thực tế, và kiểm tra bằng cách là cái dòng này sẽ không add cái model vào. Thì lúc đó khi gọi thực hiện cái phương thức select ở trong file by ID thì sẽ trả về result list, và result list này là một cái danh sách rỗng, và lúc đó là gọi thực hiện file by ID thì giá trị trả về thì đây là một cái giá trị null, và giá trị null thì hiển nhiên là sẽ khác với lại cái giá trị ở đây. Thì chúng ta sẽ có thể là chỉnh sửa chỗ này một tí, đó là expected, đó là null, và lúc này thì giá trị mong muốn đó là null, và giá trị trả về thì bắt buộc phải là giá trị null. Và nếu mà khác giá trị này thì chúng ta có thể kết luận là file by ID có cái logic bị sai. Và kích phải chọn test file để kiểm tra cái việc thực hiện của test file by ID với các cái phương thức test case khác được đưa vào. Đây là cái kết quả thực hiện các cái test, thì test file by ID with not found, ok, pass, valid ID, pass, no model, no valid model, pass. Và những cái trường hợp khác thì ở đây thì chúng ta sẽ có là test insert with empty model là fail. Thì cái này thì sẽ xác định chi tiết là fail. Kích vào trong đây thì chúng ta sẽ có cái chi tiết như thế này. Tức là lúc này thì empty model thì ném ra ngoại lệ, nhưng mà cái phương thức lại không có ném ra ngoại lệ. Và vì thế thì ở đây phát sinh ra cái fail. Đây là nội dung của hai cái test case tạo ra để kiểm thử đó cho cái phương thức là file by ID. Trong này thì kiểm thử với lại cái trường hợp ID là hợp lệ, và ở đây là trường hợp kiểm thử với ID đó là không tìm thấy ở trong thực tế. Và chúng ta sẽ có đó là giá trị mà mong muốn nhận được đó là null, và sẽ so sánh giá trị mong muốn nhận được với giá trị thực tế. Hai cái này là phải giống nhau. Và cái mock list thì sử dụng nó là result một cái list rộng, và khi gọi thực hiện cái phương thức select ở trong ở lớp down thì sẽ trả về cái result list và result list rộng. Và lúc đó thì gọi file by ID thì sẽ trả về giá trị null, và có nghĩa là kết quả này thì phải trùng với ở đây, nếu không trùng thì sẽ fail đối với test case này. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mối quan hệ giữa cái test case với lại cái phương thức test
trong này cái file by ID và sẽ gọi thực hiện cái phương thức select được gọi từ bên ngoài và trả về giá trị cho cái list. Thì ở đây chúng ta dùng cái đối tượng giả lập, tức là mock. Mock thì khi mà gọi phương thức select ở trong file by ID thì sẽ trả về cái result list, tức là cái result list này sẽ trả về cho list ở đây. Và cái đấu số cho phương thức select, đấu số đầu tiên đó là any string, thì cái này là một cái chuỗi. Và đấu số thứ hai đó là đây là cái mã khóa học. Và lúc này thì chúng ta đang tạo ra cái đối tượng mockup hay là cái dữ liệu mock để phục vụ cho trả về cho cái list. Và sau đó thì file by ID sẽ kiểm tra cái size của list, nếu lớn hơn không thì trả về cái phần tử đầu tiên và ngược lại là trả về giá trị null. Thì có nghĩa là khi gọi thực hiện là file by ID như thế này thì giá trị null sẽ được trả về cho cái result, và lúc đó sẽ thực hiện so sánh giữa expected result với lại cái result. Và nếu mà bằng giá trị null thì có nghĩa là cái test thành công. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.